Hàng cứu trợ của Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai ngày hôm nay đã được chuyển đến vùng lũ Mường La, tỉnh Sơn La. Đây đều là những đồ dùng thiết yếu như là dụng cụ gia đình, nhà bếp, bộ sửa chữa nhà sẽ giúp người dân tái thiết nhanh hơn sau thiên tai. Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cùng với đại diện của Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai đã làm việc với tỉnh Sơn La để bàn giao toàn bộ số hàng cứu trợ. Trung tâm cũng lắp đặt một bộ nhà bạt chứa hàng lưu động để thuận tiện cho các thủ tục chuyển hàng đến người dân. Hàng cứu trợ gồm 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 600 bộ dụng cụ nhà bếp, một máy phát điện, 300 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa với giá trị tương đương 230.000 đô la Mỹ. Thời tiết nắng ráo cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng, việc khắc phục các ngôi nhà bị thiệt hại sẽ trở nên đơn giản hơn với những trang thiết bị này. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đề nghị cộng đồng ASEAN hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai và chỉ sau 3 ngày làm việc, hàng cứu trợ đã về đến với người dân vùng lũ. Hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn còn 5 người mất tích. Tại Yên Bái mới tìm thêm được một thi thể nên số người mất tích đến thời điểm này còn 8 người và đều được địa phương xác định là đã chết.